Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 344 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch chư qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện Lại nói tiếp theo phần trước lúc bấy giờ Sau khi nghe khởi nguyên thần vương kia nói chuyện Tứ diện thần cửa lạnh không nói lời nào Trong lòng hắc bạch nhị đế và thần ma nhị đế đều khẽ động Tiên thiên thần đế nghi hoặc hỏi Tương lai của Phục Hy và Đại Tư Mệnh chưa từng thay đổi qua bao giờ sao? Khởi nguyên thần vương gật đầu thản nhiên nói Cái mà bọn họ thay đổi Chứ là những thứ ta muốn bọn họ thay đổi Về phần kết cục Sớm đã được định trước Đại tư mệnh và phục khí Đều phải tử vong sau khi hoàn thành xong sứ mệnh của chính mình Thiên đột nhiên hỏi Thiên đột nhiên hỏi Vậy sứ mệnh của đại tư mệnh là cái gì Sứ mệnh của phục khí lại là, là cái gì Khởi nguyên thần vương khẽ mỉm cười nói sứ mệnh của đại tư mệnh là hoàn thành chuyện tình trước đây hắn vẫn chưa hoàn thành triệt để sáng tạo ra đạo giới hoàn mỹ mà sứ mệnh của phục hy chính là thúc đẩy đạo pháp thần thông tiến thêm một bước nữa về phía trước hắn dừng lại một chút tiếp tục nói chỉ cần đạo pháp thần thông tiến thêm được một bước nữa sinh linh hậu tiên sẽ liền không còn khả năng xoay người hai trăm vạn năm chỉ kém một bước này mà thôi thiên có chút suy tư gật đầu nói ta minh bạch ý của ngươi đạo pháp thần thông phát triển tới trình độ hiện tại trên cơ bản đã vắt khô cạn tài trí của sinh linh hậu thiên rồi thất đạo luân hồi mở ra khu luân hồi thứ bảy hình thành lục giới đại nhất thống đạo phát thần thông cũng đạt tới đỉnh phong trước giờ chưa từng có hắc đế tiếp lời nói vậy với thọ nguyên của sinh linh hậu thiên cho dù có thành đế đi chăng nữa cũng chỉ có được 12 vạn năm thọ nguyên thất đạo luân hồi cũng không tăng thêm thọ nguyên cho linh hồn vào nhục thân của họ dốc tận 12 vạn năm thọ nguyên của sinh linh hậu thiên cũng không thể trong lúc sinh thời học được hết toàn bộ Thất Đạo Luân Hồi và thần thông đại nhất thống được. Thần Ma Nhị Đế và Bạch Đế nhau nhau gật đầu, trung nhạc tổ chức đại hội chưa đế tương lai, nghiên cứu và thảo luận Thất Đạo Luân Hồi, cuối cùng phong hướng chung xác lập Thất Đạo Luân Hồi. Bất quá, hệ thống Thất Đạo Luân Hồi này thật sự quá to lớn, tiên thức vô cùng phức tạp. Mấy ngàn năm qua, tồn tại tu thành Thất Đạo Luân Hồi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần thần thông đại nhất thống, lại càng là một hệ thống hoành đại hơn thần ma hậu thế nghĩ muốn tại sinh thời tu thành thất đạo luân hồi tu thành thần thông Đại nhất thống chỉ sợ là khó càng thêm khó 12 vạn năm thọ mệnh ngắn ngủi chưa chắc đã có thể làm được cho dù có người có thể làm được dùng thời gian 12 vạn năm là một cái thời đại mà tính toán chỉ sợ cũng chỉ có được một hai người mà thôi tin thức bao hàm trong thất đạo luân hồi và thần thông đã nhất thống thật sự quá nhiều quá phức tạp cần dùng thời gian cả đời để mà tìm hiểu để lý giải hơn nữa cũng chưa chắc đã có thể tu thành mà phía sau thất đạo luân hồi chính là bắt đạo luân hồi đối với sinh linh hậu thiên đã tốn hao cả đời mới tu thành thất đạo luân hồi bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian để nghiên cứu bắt đạo luân hồi nữa rồi đây chính là giới hạn thọ nguyên tới lúc đấy con đường của sinh linh hậu thiên sẽ liền dừng lại bắt đạo luân hồi sẽ biến thành một mục tiêu vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành mà tiên tiên thần ma thì lại vì có thọ nguyên mênh mông vô tận một ngày nào đấy sẽ có thể nắm giữ thất đạo luân hồi nắm giữ thần thông đại nhất thống bọn họ thậm chí còn có thể đi săn chư đế, cướp đoạt đạo hạnh của chư đế. Sẽ có thể đạt được trí tuệ mà các sinh linh hậu thiên nắm giữ, nắm giữ thần thông đại đạo mà bọn họ khai sáng. Bất kỳ một sinh linh hậu thiên nào, cho dù có thiên tư tuyệt đại đến đâu, cũng tuyệt đối không có khả năng tại sinh thời siêu việt hơn tiên thiên thần ma. Cho dù là kỳ tài ngút trời, đẳng cấp như phong hữu trung, trung nhạc, cho dù là phục văn đạo tôn phục sinh hay các đời thiên đế một lần nữa xuất hiện, cho dù là thiên kiêu tuyệt đại vô song cũng không có khả năng thay đổi cái kết cục này. Khi đấy, đối với sinh linh hậu thiên chính là một thời đại vô cùng hắc ám, thời đại hắc ám vĩnh viễn cũng không nhìn thấy điểm cuối, không nhìn thấy hy vọng. Sự thống trị của tiên thiên thần ma sẽ trở nên không gì phá nổi, sẽ trở thành vĩnh hằng, sinh linh hậu thiên vĩnh viễn cũng không thể phản ứng lại tiên thiên thần ma được. Từ đấy, cuối cùng sinh linh hậu thiên sẽ trở thành thức ăn của tiên thiên thần ma, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Khải Nguyên Thần Vương miêu tả cho bọn họ chính là cái thời đại hắc ám hoàn mỹ như vậy một thời đại hắc ám khiến cho bọn họ hướng tới trung nhạc ở trong kế hoạch của khởi nguyên thần vương chính là một mắt xích cực kỳ quan trọng cần hắn để hoàn thiện thần thông đại nhất thống hoàn thiện hệ thống thất đạo luân hồi phục khi đế nhạc đã từng bước một đẩy sinh linh hậu thiên vào tình trạng vĩnh viễn cũng không thể xoay người khởi nguyên thần vương mỉm cười nói cho dù hắn có thể biết được kế hoạch của ta cũng không thể thay đổi cái gì được hắn chỉ có thể không ngừng thúc đẩy đạo pháp thần thông đi về phía trước đẩy tới trình độ càng cao hơn càng xa hơn đẩy tới trình độ ngoại trừ hắn ra cũng không có bất cứ người nào có thể học được khi đấy sứ mạng của hắn sẽ kết thúc mà tiên thiên thần ma chúng ta sẽ nghinh đón một thịnh thế chân chính một cái thịnh thế triệt đế, thống trị sinh linh hậu thiên nô dịch sinh linh hậu thiên đại tư mệnh có thể làm được chuyện này hay sao ánh mắt của hắn càng lúc càng cuồng nhiệt lắc lắc đầu mỉm cười nói đại tư mệnh không làm được hắn chỉ biết nhượng bộ chỉ sẽ nhượng bộ đám sinh linh hậu thiên mà chúng ta đã sáng tạo ra đối với đám sâu kiến hèn mọn kia nhượng bộ một lần rồi lại một lần hắn không xứng làm lãnh tụ của chúng ta cho nên sau khi hắn triệt để sáng tạo ra đạo giới nhất định phải hy sinh trở thành tế phẩm của đạo giới một ngày này cũng sẽ không còn xa nữa đâu tiên thiên ma đế run giọng nói ngữ khí của người rất giống khởi nguyên thần vương năm xưa khởi nguyên thần vương cũng vô cùng bất mãn đối với việc đại tư mệnh không ngừng nhận bộ sinh linh hậu thiên cho rằng làm như vậy sẽ làm mất đi địa vị của những cổ thần vương chúng ta nhưng người so với hắn càng cực đoan hơn người rút cuộc là ai vậy thần sắc cuồng nhiệt trong mắt khởi nguyên thần vương dần dần nhạt đi hắn mỉm cười nói ta chính là khởi nguyên ánh mắt của hắc đế chấp động không nói thêm lời nào nữa trung nhạc bố trí ván cờ khác đánh một trận tạo thành mấy trăm năm gió êm sóng lặng trong vòng mấy trăm năm này, hoàn toàn không nhìn thấy vết tích của các thần vương thái cổ mà tân đế thì lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sinh linh hậu thiên càng lúc càng thịnh vượng. Thánh Võ thị, con trai của Tây cung Thiên đế, tại hơn 100 năm sau đã xuất thế. Lúc vị thái tử này xuất thế, đã tập hợp trung tú của lục giới. Tại thời điểm xuất thế, đã dẫn động thiên địa liên tục xuất hiện dị tượng, dị thải đầy trời. Trong thiên đình, dị hương lan tỏa khắp nơi. Thánh Võ thị là con trai của huyên Nương Nương và đế nhạc đã tập hợp sở trường của thánh linh thể và phục khi thần tộc trời sinh thần võ thánh minh được phong là thánh võ vương đế nhạc lệnh cho tội đi theo bảo vệ thánh võ thị lại để cho thánh võ thị bái vân tướng mặc tướng và thiên tiên nương nương làm sư phó học tập trí tuệ về sau lại bái phong độ tôn làm sư phụ đi theo phong độ tôn đang lúc biên soạn đạo tàng tu luyện cứ cách mỗi 100 năm đế nhạc lại cử hành một lần đại hội chư đế tuyên dương thất đạo luân hồi giao lưu đạo pháp thần thông chỉ trong vòng mấy trăm năm, số lượng đại đế của Hoàng Triều không ngừng tăng nhanh. Tới thời điểm Thánh Võ Thị 500 tuổi, số lượng chư đế đã đạt tới con số 3.000. Trong đấy, một vị đại đế trẻ tuổi nhất gọi là Thái Hạo. Theo lời đồn, chính là Hy Hạo Đế, một trong 123 vị địa hoàng phục khi thượng cổ chuyển thế. Không biết là thật hay giả. Thái Hạo được đế nhạc phong làm giám thiên quan. Con mắt thứ ba có thể theo dõi tất cả động tĩnh của ngũ giới. Trên có thể nhìn lên hư không giới, dưới có thể nhìn xuống 3.000 lục đạo giới ba con mắt khép mở có thể thấy được địa ngục luân hồi chỉ có duy nhất đạo giới là không thể nhìn xuyên đế nhạc lại phân phong chư đế tới các nơi chấn thủ khắp vũ trụ hồng hoang mà luân hồi thiên cầu cũng sắp sửa luyện thành kiện trọng khí chấn áp khí vận vũ trụ hồng hoang này tọa lạc trong tử vi thiên đình tản mát ra khí tức khiến cho tất cả mọi sinh linh cũng đều chấn động không thôi cường đại tới tưởng tượng tình cảnh cũng không thể phàm là chư đế rảnh rỗi vô sự cũng đều sẽ ứng lời hiệu triệu đi tới tham gia vào quá trình luyện chế luân hồi thiên cầu. Những năm gần đây, luân hồi thiên cầu đã thành hình, sắp sửa đại công cáo thành. Một ngày này, Trung Nhạc tới gặp Phong Hữu Trung, chỉ thấy Phong Hữu Trung và mấy chục vị đại đế đang vận rộn trình lý đạo tàng kinh điển. Những năm gần đây, đám chư đế thượng cổ bọn Minh Di đế đã có không ít người thọ nguyên hao hết, linh hồn tiến vào hư không giới, khiến cho áp lực của hư không giới lại tăng thêm vài phần. Trong lòng Trung Nhạc, mặc dù bất an thế nhưng chư đế thượng cổ đối với phục khí thần tộc có ân không nhỏ đối với đương kim hoàng triều cũng có công lớn để cho bọn họ tiến vào hư không giới cũng là hợp tình hợp lý nếu không cho bọn họ tiến vào hư không giới mà để cho bọn họ hồn thi phích tán tiến vào khu luân hồi thứ bảy không khỏi khiến cho người ta hàn tâm chỉ là chư đế thượng cổ từng người từng người già đi áp lực của hư không giới cũng càng lúc càng lớn những năm qua không ngừng có thần linh hạ giới chuyển thế trọng sinh nhưng chuyển thế dù sao cũng chỉ là thần linh có chuyển thế nhiều hơn nữa cũng không bằng một vị đại đế chuyển thế áp lực của hư không giới chẳng những không giảm bớt trái lại càng tăng lên không ít trung thánh võ vẫn như cũ đi theo bên cạnh phong hữu trung mà tội phục thương cũng vẫn là bộ dáng nô lệ thân thể gập xuống cúi đầu đi theo sau lưng trung thánh võ đám người minh di đế hoàn toàn không để ý gì tới hắn vẫn như cũ đang bận rộn chỉnh đốn đạo tàng sư huynh đạo tàng đã biên soạn xong chưa trung nhạc hỏi phong hữu trung lắc đầu nói vẫn chưa Đạo tàng kinh điển này tập hợp tất cả tri thức của toàn thể Các tộc các bộ, Tất cả mọi phương diện đều có ghi chép Lớn nhỏ không bỏ sót Ghi chép công pháp thần thông Thiên phú thần thông của tất cả các tộc Toàn bộ đại đạo trên thế gian Cũng đều ghi chép vào trong quyển kinh điển này Bộ đạo tàng kinh điển này Dung nạp quá nhiều quá tạp Các loại tri thức Cho dù là bản thân người đọc xem Muốn xem xong cũng cần ít nhất 8.000 năm Nghĩ muốn hoàn toàn học được Hắn lắc lắc đầu nói Hey, vĩnh viễn cũng không có khả năng Bản thân ngươi còn là như vậy Những người khác lại càng đừng suy nghĩ tới Chỉ cần là kinh quyến thất đạo luân hồi Trong đạo tàng thôi Cũng đã đủ để nghiên cứu cả đời rồi kìa Trung nhạc nhất thể hoàng sợ mỉm cười nói Biên soạn quyển kinh quyến Minh mông như biển này Chính là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có Nếu như đạo tàng có thể biên soạn thành công Cũng tính là lưu lại chút truyền thừa cho hậu nhân rồi Phong Ngữ Trung lắc lắc đầu thế gian căn bản không có người nào có khả năng học được toàn bộ đạo tàng. Trung Nhạc phất tay một cái, chỉ thấy một đóa hỏa diễm chậm rãi xuất hiện, hắn mỉm cười nói: "Cho nên mới cần phải lạc ấn đạo tàng kinh điển Và trong tân hóa, tương lai cho dù chúng ta có thua rồi, cũng có thể lưu lại một chút truyền thừa, lo trước khỏi hóa." Tân hỏa sớm đã bị nhồi nhét tràn tràn trề trề tri thức của đạo tàng kinh điển, trong đầu tràn ngập đủ các loại tri thức của các tộc, vô số tin tức hỗn loạn, trong đó bao gồm những lĩnh ngộ liên quan tới thất đạo luân hồi và thần thông đại nhất thống cũng đều được lạc ấn vào trong tân hỏa ánh mắt phòng ngôi trung chấp động nói trong đạo tảng kinh điển vẫn còn thiếu khuyết kinh quyến liên quan tới đạo giới người đã luyện hóa được hào quang đại đạo đạo giới của ngươi chưa những năm qua ngươi vẫn luôn bế quan khổ tu theo lý hẳn là có thể luyện hóa được trước ta một bước kìa Chung nhà gật đầu mỉm cười nói trước khi ta tới đây đã tu bổ luân hồi thiên cầu một chút rồi Phong Hữu Trung thở phào nhẹ nhõm nói Ta cũng không chênh lệch bao nhiêu nữa Nghĩ muốn hoàn toàn nắm giữ đại đạo của khu luân hồi thứ bảy Còn cần ngươi nhất thống khu luân hồi thứ bảy Đại tư mệnh phải rời ổ một chút mới có thể làm được Đột nhiên có thần nhân thủ vệ tới báo lại Hắn nói Khởi bẩm bệ hạ khởi nguyên thần vương cầu kiến Trung Nhạc có chút kinh ngạc nói Cứ để hắn tới đây Một lúc sau khởi nguyên thần vương hàng lâm mỉm cười nói bệ hạ ta thay mặt đại tư mệnh tới đây mời bệ hạ đi qua tham dự hội nghị trung nhạc lại càng kinh ngạc mỉm cười hỏi tại sao đại tư mệnh lại muốn gặp ta vậy khởi nguyên thần vương nói thường nghị chuyện tình đánh nát đạo giới hiện tại mở lại đạo giới mới ở đây khó có thể nói rõ xin bệ hạ di giá cho trong lòng trung nhạc khẽ động mỉm cười nói với phong hữu trung ta đi gặp đại tư mệnh một chuyến sư huynh cứ việc tiếp tục chuyện ở đây phong hữu trung lướt nhìn khởi nguyên thần vương một cái Hắn nói Vậy có cần ta đi cùng với ngươi không Không cần đâu Trung nhạc đứng dậy mỉm cười nói Khởi nguyên đạo hiểu mời Khởi nguyên thần vương đi trước tấn đường Hắn mỉm cười nói Uy nghiêm của bệ hạ lại càng trầm trọng hơn rồi Khiến cho ta nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía Xin hỏi bệ hạ còn cách cảnh giới đạo thần mấy phần nữa vậy Trung nhạc khẽ mỉm cười nói Sao khởi nguyên đạo hiểu lại hỏi như vậy Khiến cho trong lòng chấm không khỏi sinh ra nghi hoặc sinh linh hậu thiên sao có thể trở thành đạo thần được mặc dù chấm đã trở thành thiên hoàng đế thì nhưng cũng là sinh linh hậu thiên sau ngươi hỏi chấm còn cách cảnh giới đạo thần mấy phần vậy khởi nguyên thần vương vội vàng mỉm cười nói phục mân đạo tôn mặc dù không phải là đạo thần nhưng tu vi cảnh giới của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới đạo thần chỉ vì hậu thiên hạn chế mới không thể trở thành đạo thần ta muốn hỏi chính là bệ hả? còn cách cảnh giới của phục mân đạo tôn mấy phần kia trung nhạc cười ha hà nói thì ra là vậy. chấm còn từng rằng người chấm chấm thành tiên tiên thần ma rồi chứ thật không dám giấu chấm vẫn còn thiếu ba phần khởi nguyên thần vương bội phục không thôi tán thưởng bệ hạ tu luyện thật thần tốc cả à. trung nhạc thẳng như nói nếu người tin thật người sẽ chết sắc mặt khởi nguyên thần vương cứng đờ chuyên tâm dẫn đường trung nhạc đi tới trước di mệnh cổ thụ một đám thần vương ngồi trước tảng cây đang nghiên cứu đạo pháp thần thông Hà là đang nghiên cứu thần thông đại nhất thống nhìn thấy hắn đã tới đều nhau nhau ngậm miệng lại bộ dáng vô cùng cảnh giác trung nhạc không chút để ý hắn từng tính toán qua tiên tiên thần ma nghĩ muốn thi triển ra thần thông đại nhất thống hoàn chỉnh vốn dĩ có rất nhiều hạn chế còn cần phải có tiên tiên thần ma sinh ra trong lục giới cùng với đạo thần thần ma nhị đế trưởng khống thần đạo ma đạo của vũ trụ cổ lão táng linh thần vương và vãng sinh thần vương trưởng khống đại đạo vãng sinh và đại đạo luân hồi trong khu luân hồi thứ bảy đạo thần trưởng khống đại đạo thần túy của đạo giới cộng thêm thiên có thể thi triển ra đại đạo hậu thiên của ba ngàn lục đạo giới và tử vi bộ toàn đại đạo của ba ngàn lục đạo giới và tử vi lúc này mới có thể hình thành năm đạo nhất thống nhưng quan trọng nhất vẫn là hư không giới hư không giới cũng cần có một tiên thiên thần ma tới trưởng khống đại đạo linh hồn ký thác thẳng tới bị ngạn bất quá trong hư không giới lại không có tiên thiên thần ma cho dù là tế tự tiên thiên thần ma cũng đều không có bởi vậy thần vương nghĩ muốn thi triển ra thần thông đại nhất thống câu hồ là chuyện tình không có khả năng làm được trừ phi dùng hậu thiên thần ma ví dụ như tồn tại đế cấp để thay thế cho thiên hư không thần ma và đạo thần lúc này mới có thể thi triển ra thần thông đại nhất thống nhưng uy năng sẽ suy giảm thật lớn đương nhiên thần thông đại nhất thống do chư đế trong hoàng triều của trung nhạc thi triển cũng tuyệt không phải là trạng thái hoàn mỹ nhất trạng thái hoàn mỹ nhất và là thần thông đại nhất thống do thần ma nhị đế táng linh thần vương vãng sinh thần vương thiên đạo thần cùng với đại thoại lên thủ thi triển ra đó mới là thần thông đại nhất thống hoàn mỹ nhất cường đại nhất mà đây tự nhiên là sự tình tuyệt đối không có khả năng xảy ra thiên hoàng đế bệ Há mời ngồi đại tư mệnh giơ tay lên thanh âm mầm mầm chấn động hắn nói trung nhạc quanh chân ngồi xuống ngẩng đầu nhìn về phía đại tư mệnh trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc thán thán mỗi lần nhìn thấy đại tư mệnh cũng đều khiến cho hắn cảm khái tạo hóa thần kỳ lại có thể sáng tạo ra sinh mệnh hoàn mỹ như vậy Đứng ở trước mặt đại tư mệnh Người vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy mặt lưng của hắn Sợ rằng bất luận kẻ nào Cũng không biết mặt lưng của đại tư mệnh Rất cuộc là cái gì Từ bất kỳ một góc độ nào Người cũng chỉ có thể nhìn thấy chính diện của hắn Nhìn thấy một mặt hoàn mỹ nhất của hắn Hắn phẳng phất như không có bất kỳ khuyết điểm nào Cũng không có bất kỳ sơ hở nào vậy Sinh mệnh thể hoàn mỹ như vậy Hoàn toàn xứng đáng trở thành lãnh tụ của thời đại hắc ám Dung mạo của Trung Nhạc cũng không tấn mỹ hình dáng khuôn mặt có chút góc cạnh rõ ràng anh lãng có thừa nhưng thật sự không thể nói là anh tuấn mà dung mạo của phong ngữ chung cũng có chỗ thiếu hụt chính mình trong số những tiên tiên thần ma mà trung nhạc từng gặp qua dung mạo của kẻ nào cũng đều có đặc sắc riêng lôi chạy của thần cương mãnh bá khí thần hậu đương nương khoan hậu như đại địa dày nặng hoa tư nương nương ôn nhu như nước tiên thiên thần đế oai hùng quang chính tiên thiên ma đế phóng đẳng không cố kỵ nhưng tất cả bọn họ ai nấy cũng đều có khuyết điểm thời điểm tứ diện thần mô phỏng đại tư mệnh chỉ có được hình dáng mà không có được thần thái khởi nguyên thần vương thì ở trên phương diện khí phách có chút thua kém một tôn khởi nguyên thần vương khác thì có khí phách nhưng hình sự hình vi sự sự âm u bất chi bất giác đã ảnh hưởng tới khí chất của chính mình cũng mang theo một chút khí tức âm u có thể chân chính gọi là thập toàn thập mỹ chỉ có duy nhất một mình đại tư mệnh trung nhạc nói đại tư mệnh nghĩ muốn một lần nữa mà lại đạo giới hay sao Đại tư mệnh gật đầu, ngư khí không nhanh không chậm nói. Nhất định phải mở lại đạo giới. Trung nhạc lặng lặng chờ hắn giải thích, đại tư mệnh tiếp tục nói. Năm xưa, ta vốn dĩ xuất lĩnh chư thần mở ra đạo giới, không ngờ lại bị an toán, thất bại trong găng tấc. Đạo giới hiện tại chính là xây dựng trên di tích của đạo giới năm xưa. Đạo giới cũng không hoàn mỹ, hẳn là còn có rất nhiều thiếu sót kìa. Ta muốn tạo ra một đạo giới hoàn mỹ, năm cái thế giới của hạ giới tặng cho hậu thiên thần ma các ngươi Cổ thần vương chúng ta thì đi đạo giới Cứ như vậy sẽ có thể tránh khỏi xung đột Giữa các thần vương và chủng tộc hậu thiên Trong lòng trung nhạc chấn động gật đầu nói Đây cũng là một biện pháp vẹn cả đôi đường Đại tư mệnh tiếp tục nói Bất quá nhất định phải săn bằng đạo giới hiện tại Mới có thể mở ra đạo giới mới được Với lực lượng hiện tại của ta và chư thần vương Không thể đánh vỡ được đạo giới Cho nên mới mời bệ hạ tới đây thương lượng ý tứ của đại tư mệnh là mượn dùng lực lượng của hoàng triều ta liên thủ với các ngươi đánh vỡ đạo giới hiện tại hay sao trung nhạc nghi hoặc hỏi chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta có thể làm được không vậy khởi nguyên Thần vương nói hiện tại lực lượng hoàng triều của thiên hoàng đế bệ hạ cực kỳ mạnh đã vượt qua thời điểm năm xưa chúng ta mở ra đạo giới rồi cộng thêm lực lượng của chúng ta đủ để làm được năm xưa chư thần vương có thể mở ra đạo giới hiện tại tự nhiên là có thể hủy diệt đạo giới những thần vương còn lại nhao nhao gật đầu, trung nhạc lắc đầu nói: "Trước khác, nay khác, năm xưa là mở ra, đạo giới từ không tới có, hiện tại trong đạo giới đã có năm tôn đạo thần, khởi nguyên, tứ diện thần, bạch đế, hậu thổ và lôi trạch. Đại đạo trong đó hưng vướng, có đám bảo vật mộ cổ, liên hoa tử trúc, thủ hộ, tùy tiện động vào đạo giới, sợ rằng sẽ bị đạo giới phản phế." Thân thể của đại tư mệnh kẽ nghiêng về phía trước, mỉm cười nói: Thiên hoàng đế bệ hạ có yêu cầu gì mới chịu lên thủ với ta phá đạo giới đây? Trung nhạc mềm cười nói. Khu luân hồi thứ bảy vẫn luôn luôn chưa thể thống nhất được. Ta cần triệt đế chẳng khống khu luân hồi thứ bảy. Sắc mặt đám thần vương nhất thời đại biến. Sau đầu đại nhật thần vương một vầng thần dương thiêu đốt trường hực. Hắn cười lạnh nói. Đế nhạc, ngươi đây là muốn chúng ta hoàn toàn tặng khu luân hồi thứ bảy cho người sau Khẩu khí của ngươi không khỏi quá lớn rồi chúng ta ở trong khu lô nổi thứ bảy kinh doanh nhiều năm như vậy người nói một câu liền muốn lấy đi quả thật chính là nằm mơ giữa ban ngày mà trung nhạc khẽ mỉm cười không chút để ý đại nhật thần vương đối với hắn vốn dĩ rất có thành kiến cho rằng trung nhạc không trả phù tăng thần thụ cho hắn còn cố ý dùng phù tăng thần thụ quất vào mặt mũi của hắn hiện tại phát tác cũng là hợp tình hợp lý bát hoang thần vương ho khan một tiếng nói Vậy hả không phải là quá làm càn rồi sao đại tư mệnh khoan nhượng sinh linh hậu thiên tặng hạ giới cho các ngươi là hảo ý nhưng tiên thiên thần ma chúng ta cũng tuyệt không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào đạo giới mới được cho nên chúng ta ở tại hạ giới cũng phải lưu lại một chỗ đặt chân lục hợp thần vương mỉm cười nói sinh linh hậu thiên chính là do đám thần vương chúng ta sáng tạo đừng nói là ngay cả một chỗ đặt chân cũng không cấp cho đám tổ tông chúng ta nha đám thần vương nhau nhau gật đầu trụ quang thần vương nói Vậy hả không phải là quá tham rồi trung nhạc lạnh nhạt nói các người im miệng sắc mặt đám thần vương nhất thần cứng đờ cảm thấy đại đạo bốn phía ngưng kết khiến cho bọn họ không thể phát ra bất cứ thanh âm gì tổ tông của ta là hai tôn thủy tổ, lôi trạch và hoa tư xuống dưới nữa là đại toái liên quan gì tới các người đây ở đây có chỗ cho các người khoa tay mỗi chân hay sao trung nhạc mặt không biểu tình hờ hững nói chấm là thiên hoàng đế đương chiều Thông lĩnh ức ngàn vạn thần ma dưới trướng ba ngàn đại đế lần này tới đây là nói chuyện với đại tư mệnh nơi này không có phần của các ngươi chen miệng vào đây là vấn đề thân phận địa vị địa vị chưa tới vẫn là im miệng cho ta tránh cho tự tìm sỉ nhục đại tư mệnh người ý của ngươi thế nào sắc mặt tám thần vương đỏ bừng nhao nhao gầm lên đại tư mệnh nói các vị không cần nhiều lời giữa ta và phục khi từng có mình ước Mình ước chỉ giới hạn giữa ta và phục khí cũng không bao gồm các ngươi cũng không bao gồm chư đế dưới trướng phục hy việc này không quan hệ gì tới các ngươi cả khởi nguyên thần vương cao mày nói đại tư mệnh tất cả tiên thiên thần ma đều có thể tiến vào đạo giới mới hay sao nếu không phải tất cả thần vương đều có thể tiến vào sao lại không lưu lại cho họ bối một chỗ đặt chân đấy đại tư mệnh nhìn về phía trung nhạc nói bệ hạ bọn họ nói cũng không sai sau khi sáng tạo ra đạo giới mới không có khả năng tất cả thần vương đều có thể tiến vào đạo giới mới được bởi vậy còn cần phải lưu lại một chỗ đặt chân cho đám hộ bối kia. Trung nhạc lắc đầu nói. Tiền thiên thần ma, lưu lại hạ giới tất sẽ sinh sự đoan. Vẫn là không nên lưu lại ở hạ giới thì tốt hơn. Cho dù không vào được đạo giới, cũng không có vấn đề gì cả. Tứ diện thần có thể sáng tạo ra một mảnh thể không trong đạo giới. Hắn có thể làm được, hẳn là cũng không làm khó được các vị. Đại nhật thần vương cân lại một tiếng nói. Đế nhạc, người độc chiếm ngũ giới. Đại nhật cầm miệng. Đại tư mệnh quát lớn một tiếng cắt ngang lời rồi tiếp tục nói Ta làm sao biết sau khi bệ hạ nắm giữ khu luân hồi thứ bảy Có thể nào cũng kéo đạo giới mới vào trong luân hồi hay không Trong lòng đám thần vương nhất thành nghiêm nghĩ Đại tư mệnh đã hỏi ra một điểm mấu chốt nhất Khu luân hồi thứ bảy nhất thống lục giới Cũng nhất luôn đạo giới vào trong vũ trụ đại luân hồi Luân hồi của đạo giới cũng ở trong lục giới Cho dù đại tư mệnh có thể thắng tạo ra đạo giới mới Một đạo giới hoàn mỹ Nhưng nếu Trung Nhạc đã triệt để nắm giữ khu luân hồi thứ bảy chỉ sợ cũng có thể kéo đạo giới xuống nhét vào luân hồi trung nhạc mỉm cười nói đại tư mệnh nghĩ muốn lưu lại một tay hay sao đại tư mệnh gật đầu nếu ta không chẳng khống được khu luân hồi thứ bảy vậy thần thông đại nhất thống sẽ còn có cơ sở hở khiến cho thực lực của chư đế dưới chúng ta có hạn chế trung nhạc mỉm cười nói đại tư mệnh nhường ra khu luân hồi thứ bảy lực lượng của hàng triều ta sẽ có thể trợ giúp đại tư mệnh thôi động khu luân hồi thứ bảy mạnh mẽ kéo đạo giới hiện tại vào trong luân hồi khiến cho đạo giới không còn là đạo giới đạo thân không còn là đạo thân từ đó sẽ có thể phá hủy đạo giới hiện tại sắc mặt đám thần vương nhau nhao khẽ động người khác nói ra những lời này nhất định là khoác lác nhưng trung nhạc chính là kẻ khai sáng khu luân hồi thứ bảy hắn nói ra những lời này khẳng định là khả năng làm được nhưng phá hủy đạo giới khẩu khí này thật sự quá lớn khiến cho bọn họ cũng đều kinh hãi ngây người đại tư mệnh trầm ngâm một lúc sau mới vươn tay ra nói ta muốn nhìn một chút thực lực của bệ hạ mời bệ hạ tiếp ta một chưởng trung nhạc rơi tên lên nhẹ nhàng phát chạm một cái với bàn tay vô cùng trầm trọng của hắn hai bàn tay vừa va chạm với nhau đám thần vương giới sinh mệnh cổ thụ nhất thời cảm thấy thể không thác loạn đại thiên thể không lóe lên biến mất thời gian khôn cùng đang tuần hoàn biến hóa xung quanh thân thể bọn họ giống như vạn hoa tung bay tán loạn mỗi một đóa hoa đều là một đoạn thời gian quá khứ vô số hình ảnh nhao nha hỗn loạn ba động không ngớt biến thành hồng lưu cuồn cuộn khiến cho vũ thanh thần vương và trụ quang thần vương nhìn tới sắc mặt kịch biến bàn tay trung nhạc tách ra khỏi bàn tay của đại tư mệnh hắn thở ra một tiếng nói đại tư mệnh quả nhiên bất phàm đại tư mệnh cũng rút bàn tay về nói hậu sinh khả úy bệ hạ ta muốn ký khế ước hỗn độn với ngươi tương lai ngươi không được thôi động khu luân hồi thứ bảy kéo đạo giới mới vào trong luân hồi trung nhạc thở ra một tiếng mỉm cười nói nếu đã như vậy Vậy thì lại định ra thêm một điều khoản Tiên thiên thần ma trong đạo giới mới Không được hạ giới quấy nhiễu sự vận hành Của năm giới còn lại Đám thần vương bọn khởi nguyên Đại nhật nhau nhau nhíu mày Đều cảm thấy có chút không thích hợp Đại tư mệnh gật đầu nói Được Dứt lời hai người liền ký kết khí ức khốn độn Đại tư mệnh nói Mẹ hả, không tiến Đại tư mệnh xin dừng chân Trung nhạc đứng dậy Nhanh chóng rời đi Đại tư mệnh nhìn theo bóng sáng của hắn đi xa Một lần nữa tán thán Thật đúng là hậu sinh khảo ý Khởi nguyên thần vương tiến lên nói Vừa rồi đến nhạc va chạm một trưởng với đại tư mệnh Hắn còn kém đại tư mệnh mấy phần 3 phần Đại tư mệnh nhàn nhạt nói Chỉ vẹn vẹn 3 phần mà thôi Lại qua thêm một vạn năm nữa Chỉ sợ ngay cả một phần cũng không tới Vũ thanh thần vương đột nhiên nói tặng ngũ giới cho hắn có phải là đã đoạn tuyệt đường lui của tiên thiên thần ma chúng ta hay không đại tư mệnh lắc lắc đầu nói ý ta đã quyết các ngươi đừng nói gì thêm nữa các ngươi trở về di giải thánh địa của chính mình ra khỏi khu luân hồi thứ bảy để cho hắn tiếp quản đi thôi đám thần vương hai mặt nhìn nhau đều âm thầm thở dài đại tư mệnh đối với sinh linh ngẫu thiên không khỏi có chút quá tốt rồi đại nhật thần vương có chút không vui nói năm xưa đã giao tử vi do chúng ta sáng tạo ra cùng với vũ trụ cổ lão đã sinh dưỡng chúng ta cho đại toái hiện tại ngược lại càng tốt rồi lại muốn giao cả năm đại thế giới cho đế nhạc sinh linh hậu thiên chính là một đám phong ngân bội nghĩa nuôi mãi không lớn cho dù đối tốt với bọn họ bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn đâu khởi nguyên thần vương mỉm cười nói cũng không thể nói như vậy được đại tư mệnh đây cũng là hảo ý người xem sinh linh hậu thiên chỉ trong 200 trăm vạn năm đã sáng tạo ra văn minh huy hoàng như vậy sản sinh ra từng vị từng vị đại đế chấn động cổ kim quả thật là đáng sợ nếu tất cả chúng ta đều tiến vào đạo giới sẽ có thể tránh khỏi phát sinh xung đột với sinh linh hậu thiên tương lai cũng tránh khỏi bị những sinh linh hậu thiên làm nhục huống ngồi chúng ta ở trong đạo giới cao cao tại thượng trở thành đạo thân ngồi xem đám sinh linh hậu thiên kia sớm sinh mà chiều chết chẳng phải tốt đẹp lắm hay sao đại nhật thần vương lắc đầu nói chúng ta chính là sinh ra tại hạ giới nếu vứt bỏ hạ giới chúng ta chẳng phải trở thành lục bình không dễ nước không có nguồn hay sao chuyện này ta cảm thấy rất có vấn đề khởi nguyên đạo huynh người quan hệ với đại tư mệnh tốt nhất người tới khuyên hắn một chút xem sao khởi nguyên thần vương do dự một chút nói bản thân ta cũng có chút không hiểu đối với việc tại sao đại tư mệnh lại xem trọng sinh linh hậu thiên như vậy quả thật là có chút quá đáng rồi chỉ là đại tư mệnh đã ký kết khế ước khốn đốn với phục hy căn bản là không thể sửa đổi hiện tại cho dù có khuyên nữa cũng đã không còn tác dụng gì nữa rồi hiện tại chúng ta vẫn là nên thu hồi thánh địa của mỗi người để cho phục khí tiếp quản khu luân hồi thứ bảy đi thôi đám thần vương nhao nhao thở dài một tiếng phượng thiên nguyên quân nói thánh địa của chúng ta đều có thể vận chuyển duy nhất chỉ có thánh địa khởi nguyên của ngươi sợ rằng vận chuyển không được lẽ nào ngươi có thể chấp nhận lưu thánh địa khởi nguyên ở hạ giới hay sao thánh địa khởi nguyên nằm tại kỳ điểm vũ trụ bạo tạc là trung tâm khởi nguyên của vũ trụ toàn thể thánh địa từ bên ngoài nhìn thoạt nhìn tựa hồ không lớn nhưng đứng ở trung tâm thánh địa lại có thể nhìn thấy một cái vũ trụ đang trong lúc hình thành quả nhiên là hạo hãn vô biên nghĩ muốn dọn đi thánh địa khởi nguyên cơ hồ là chuyện tình không có khả năng làm được nếu di rời thánh địa khởi nguyên chính là tương đương với di rời luôn cả toàn thể vũ trụ của lão khởi nguyên thần vương khẽ nhíu mày than thở chỉ đành lưu lại ở hạ giới rồi Trung Nhạc quay trở lại thiên đình, lập tức hạ lệnh để cho chư đế xuất lĩnh binh mã đi tới khu luân hồi thứ bảy tiếp quản cương vực đã bị đại tư mệnh khống chế. Những năm gần đây, thế lực dưới chứng đại tư mệnh đã chiếm cứ một cương vực bát ngát trong khu luân hồi thứ bảy. Đám thần vương di chứng của hắn còn nhiều lần mở rộng lãnh địa, xâm chiếm địa bàn do Trung Nhạc khống chế. Trung Nhạc thủy chung vẫn luôn nhượng bộ ba phần, không quá tính toán. Nhưng hiện tại, rốt cuộc đã có thể nhất thống khu luân hồi thứ bảy. Trung Nhạc đã hoàn toàn nắm giữ khu luân hồi thứ bảy trong tay đại sau khi đại tư mệnh và đám thần vương bọn khởi nguyên rời khỏi khu luân hồi thứ bảy trung nhạc lập tức triệu tập chư đế tiến vào địa phương vốn dĩ bị đại tư mệnh khống chế nghiên cứu đại đạo thiên địa trong này chỉ cần có đạt được đều sẽ khiến cho phong hữu trung ghi chép vào trong đạo tàng kinh điển trung nhạc đích thân chủ trì đại hội luận đạo để cho chư đế tiến hành luận đạo cực kỳ náo nhiệt tụ tập hạng người thông minh tài trí trong thiên hạ khai phát ra từng cái từng cái quy tắc thiên địa trong khu luân hồi thứ bảy mấy chục năm sau đại bộ phận những quy tắc trên địa do đạo của khu luân hồi thứ bảy trên cơ bản đều đã được nghiên cứu ra chỉ còn lại có những phần nhỏ không đáng kể là cần hoàn thiện bọn họ đã định ra khung sườn chính của khu luân hồi thứ bảy tương đương với thân cây của thần thụ mà những phần nhỏ còn lại chính là cành cành lá lá cần các thần ma hậu thế không ngừng hoàn thiện chuyển ý chỉ của chấm để cho thần ma của 64 thần thành tám thần quan xuất động tiến vào khu luân hồi thứ bảy ba ngàn đại đế lưu lại trong cung của chính mình xuất lĩnh bộ hạ từ bốn giới tiến vào khu luân hồi thứ bảy chuẩn bị đại tế khu luân hồi thứ bảy trung nhạc ra lệnh một tiếng chư đế trong khu luân hồi thứ bảy nhau nhau di chuyển trở về trong các cung của bốn giới lần này phụ hoàng vậy mà xuất động đại quân thần ma của 64 mươi bốn thần thành tám thần quan còn muốn chư vương chư đế đều trở về vị trí của chính mình xuất lĩnh binh mã bản bộ tiến vào khu luân hồi thứ bảy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy lãnh địa của hiếu văn thị và cú cưng thị cách nhau không xa cú cưng đế thăm mỏi huynh trưởng nói chỉ riêng thần ma của 64 thần thành, 8 thần quan đã nhiều tới hơn 10 ức ván. binh mã của chư đế càng là nhiều tới ức ván. Nhất cố tác khí điều động nhiều thần ma như vậy, đại tế khu luân hồi thứ bảy Chuyện mà phụ hoàng cần làm, sợ rằng không tầm thường. Hiếu văn đế mỉm cười nói. Có thể có quan hệ tới việc nghiên cứu khu luân hồi thứ bảy lần này. Phụ hoàng hiện tại đã sâu không thể lường, ý nghĩ của hắn không ai có thể phán đoán được chúng ta cứ việc theo lãnh mà chuẩn bị tới lúc đó liền biết thôi hai huynh đệ nhất thời trở về lãnh địa trở về cung điện của chính mình triệu tập binh mã bản bộ ngàn vạn binh mã cấu thành một tòa sắt trận thất đạo luân hồi bộc phát ra sát khí đằng đằng hiếu văn đế quát lớn một tiếng thôi động sắt trận thất đạo luân hồi xuất lĩnh ngàn vạn thần ma cắt vào khu luân hồi thứ bảy không gian của khu luân hồi thứ bảy trọng điệp với thế giới hiện thực nhưng lại u ám hơn rất nhiều phảng phất như là địa ngục luân hồi vậy nơi này bài xích nhục thân người sống không thể tiến vào bằng không sẽ bị quy tắc thiên địa của khu luân hồi thứ bảy áp chế không thể sử dụng tu vi nhưng đại trận thất đạo luân hồi vừa vẫn có thể thay đổi điểm này đủ để đặt chân trong khu luân hồi thứ bảy hơn nữa trải qua những năm qua nghiên cứu quy tắc thiên địa của khu luân hồi thứ bảy thần thông đại đạo liên quan tới khu luân hồi thứ bảy cũng đã chuyển lưu khá nhiều áp chế của khu luân hồi thứ bảy đối với sinh linh cũng không còn mạnh mẽ như vậy Hiếu Văn Đế đã mắt quan sát bốn phía, nhìn thấy Cú Cương Đế ở cách đó không xa. Cú Cương Đế cũng xuất lĩnh ngàn vạn thần ma, hùng binh cường tráng, cũng đang đứng trong Cú Cương Cung. Một tòa đại trận do ngàn vạn thần ma cấu thành, giống như tinh hà xoay tròn, vô cùng bao la hùng vĩ. Hai huynh đệ ở xa xa gật đầu chào hỏi lẫn nhau. Hiếu Văn Đế tiếp tục quan sát những địa phương khác trong khu luân hồi thứ bảy, trong lòng khẽ động, thoáng nhìn về phía Bắc Đầu Cung ở xa xa. Bắc Đầu Đế thân mang ba thân thần ma tà đang đứng trong cung, cũng đang sức lĩnh ngàn vạn thần ma cắt vào trong này mục bắc đấu cú cương đế cách không xa truyền âm nói với hiếu văn đế đại huynh ta không tin được con trai của mục tiên thiên ta không hiểu vì sao phụ hoàng lại muốn phong hắn làm vương năm xưa cho hắn đối nghịch với phụ hoàng lòng dạ ác độc phụ hoàng phong hắn làm vương ngược lại cũng thôi lại còn đối với hắn vô cùng tốt đẹp thậm chí còn truyền thụ thần thông đại nhất thống thiên hạ đạo thống cho hắn nữa kìa cố cương đừng có gây chuyện Hiếu văn đế nói Phụ hoàng xem cha hắn là đạo hữu, Thường xuyên hồi tưởng vị cố nhân này Thần thông thiên hạ đạo thống Chính là do mục tiên thiên khai sáng Phụ hoàng để tình mục tiên thiên Cũng là một trong những kẻ khai sáng Và là người mở đường cho thần thông đại nhất thống Cho nên truyền thụ môn thần thông này cho hắn ta Những năm qua bắt đầu đế Hành xử thận trọng, cẩn thận Cẩn chính yêu dân Khiến cho tinh vực huyền tấn phát triển Vô cùng thịnh vượng Cũng tính là một nhân tài Phụ hoàng còn có dự định Thu hắn làm nghĩa tứ Kết quả vân tướng dùng điển tích con tò vò Con tới khuyên báo Lúc này mới khiến cho phụ hoàng từ bỏ ý niệm này Điển tích tò vò con Chính là nói về con rùi trâu Đẻ trứng trong trứng con tò vò Ký sinh nhân người của con tò vò con Ấu trùng con rùi trâu từ trong trứng con tò vò sinh ra Sẽ ăn tươi Ấu trùng tò vò Vân quyển thư dùng điển tích này Khuyên bảo trung nhạc vô cùng thích hợp Ta vẫn là không tin được Hắn ta Cú cương đế cười lại một tiếng nói Hiếu Văn Đế mở ra tam mục thiên đồng, nhìn về phía đại phương càng xa hơn, chỉ thấy trong khu luân hồi thứ bảy, từng tòa từng tòa đế điện, cung điện, tản mát ra quang mang sáng ngời, nhất nhất dọi sáng khu luân hồi thứ bảy, u ám tăm tối. Từng vị từng vị đại đế, ai nấy cũng đều chất lĩnh ngàn vạn thần ma, đỉnh thiên lập địa, vô cùng vĩ ngạn. Không chỉ trong vũ trụ cổ lão, lục đạo giới và tử vi, còn có trong hư không giới, không ngờ cũng có từng vị từng vị đại đế cư ngụ trong cung điện của chính mình, hiện tại cũng chậm rãi xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy đại đế trong hư không giới đều là quỷ thần đại đế sau khi đại đế chết đi linh hồn tiến vào hư không giới được trung nhạc sắc phong lệnh cho bọn họ trợ giúp đại toại chấn áp hỗn độn đám quỷ thần đại đế này trưởng khống thần linh ma linh trong hư không giới hưởng dụng tế tự của hạ giới có thể thức tỉnh không cần phải ngủ có bọn họ trợ giúp đại toại chấn áp khí hỗn độn cho nên hư không giới mới có thể chống đỡ lâu tới như vậy màn trang diện này cực kỳ đồ sộ ba ngàn đại đế ba ngàn đại quân thần ma vô tận Thực lực của Hoàng Triều hiện tại cực mạnh Cho dù vẫn chưa bằng thời đại Phục Mân Đạo Tôn Thế nhưng cũng không được kém bao nhiêu Hơn nữa Hoàng Triều hiện tại vẫn còn đang không ngừng lớn mạnh Cương vực vẫn còn đang mở rộng Số lượng đại đế vẫn còn đang tăng lên Siêu việt hơn thời đại Phục Mân Đạo Tôn Hoàn toàn là trong tầm tay Đột nhiên Luân hồi táng khu chợt sáng lên Hai vị tồn tại cấp thần vương thái cổ Đại phóng tu vi pháp lực Chấn động khu luân hồi thứ 7 Dưới chướng có gần đức vị thần ma Chính là hai vị tồn tại đáng sợ táng linh thần vương và đế phần thiên luân hồi táng khu vừa mới sáng lên sau một khắc chính là hỏa quang hừng hực một kiện vãng sinh luân thật lớn thiêu đốt đạo hỏa hừng hực đạo quang rọi sáng một mảnh tinh vực bốn phía rọi sáng thánh địa vãng sinh trước kiện vãng sinh luân thật lớn kia một vị thần nữ toàn thân thiêu đốt đạo hỏa đứng sừng sững ở nơi đấy lặng lặng chờ đợi mái tóc tung bay trong đạo hỏa âm 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 trong khu luân hồi thứ bảy chợt truyền tới một tiếng chấn động tổ đình thật lớn đột nhiên xoay tròn xoay chuyển nhanh chóng tiến vào xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy thời điểm tổ đình minh mông bắt ngát xoay chuyển thần ma thái cực thành cũng theo đó xoay chuyển trong thần ma thái cực thành hiên viên đế xuất lĩnh đại quân thần minh nhân tộc nghiêm túc chuẩn bị tiếp theo thiên đình càng thêm minh mông bắt ngát hơn cũng xoay chuyển theo tổ đình xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy trong thiên đình từng gã từng gã thần nhân phục khi đứng sừng sững chính là cấm quân thiên đình tu 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 từng gã từng gã thần nhân của ích tà thần tộc thổi lên kèn lệnh vang vọng khắp thiên đình thanh âm dày nặng vang vọng tiếng kèn kia tự hồ thức tỉnh lại nhiệt huyết chiến đấu ẩn giấu trong cơ thể đám thần ma phong một gã thần nhân phục khi dơ cao thương hét lớn phong đại phong toàn bộ thần nhân cấm quân thiên đình dơ cao trường thương trong tay đâm rách thiên khung trung nhạc ngồi trên đế vị nhục thân vĩ ngạn thống trị đại đế chư thiên vạn giới ngồi trên bảo tọa thiên đình Huyên nương nương và nữ hoa nương nương phân ra hai bên ngồi hơi thấp hơn một chút bộ dáng mẫu nghi thiên hạ đám thần vương bọn cản đô tương vương lôi trạch khoa tư thần hậu phân ra hai bên ngồi dưới triều đình ngang vai ngang vế lẫn nhau rồi lại có phong hữu trung xuất lĩnh đám người minh di đế cũng là ngang vai ngang vế ngồi ở bên dưới trung nhạc truyền lệnh xuống nói thông chi cho đại tư mệnh chính là ngày hôm nay để cho hắn chuẩn bị và lúc này đại tư mệnh đã chuẩn bị thanh thế kinh khủng chấn động xuất lĩnh một đám thần vương hàng lâm khu luân hồi thứ bảy để quan sát trung nhạc lệnh cho thần nhân đi tới thông chi đám thần vương nhất thời tâm thần đại chấn khó có thể áp chế chấn động và kích động trong lòng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đại tư mệnh đại tư mệnh nâng sinh mệnh của thụ lên hắn nói hành động vĩ đại trước giờ chưa từng có tự nhiên là phải tới xem lễ rồi hắn đi tới thiên đình hành lễ với trung nhạc sau đấy uy nghiêm ngồi bất động sau lưng của hắn đám thần phương bọn khởi nguyên cũng tự uy nghiêm ngồi xuống không nói một lời trung nhạc ngẩng đầu nhờ lên quan sát đạo giới chi môn ở điểm cuối của khu luân hồi thứ bảy khu luân hồi thứ bảy xuất hiện mặc dù đã khiến cho đạo giới chậm rãi xuất hiện không còn thần bí khó lường giống như lúc trước vậy nhưng khu luân hồi thứ bảy vẫn chưa xuyên qua đạo giới vẫn không cách nào tiến vào đạo giới nội bộ của đạo giới đối với tất cả mọi người vẫn như cũ cực kỳ thần bí toàn bộ thần ma toàn bộ đại đế tế khu luân hồi thứ bảy Trung Nhạc truyền lệnh xuống, trầm giọng nói: "Kéo đạo giới vào trong luân hồi cho chấm." Truyền Thiên Hoàng đế lệnh. Thừa tướng mặc Ẩn lập tức thuy động từng cây từng cây đồ đằng thần trụ, truyền mệnh lệnh của Trung Nhạc xuống, cho chư đế quát lớn: "Truyền Thiên Hoàng đế lệnh, toàn bộ thần ma, toàn bộ đại đế, tế khu luân hồi thứ bảy xuyên qua đạo giới, kéo vào luân hồi." Trong khu luân hồi thứ bảy từng tòa đế cung, từng tòa đế điện, đại phóng quang mang, quang diễm thiêu đốt trên không, thần ma nhảy qua thiên không hoa văn đồ đằng và đại đạo hào hào đáng đãng kết thành dải lụa vô cùng huyễn lệ giống như một đạo trường hà quán trong không gian hẹp dài của khu luân hồi thứ bảy trôi tới trôi lui phảng phất như sợi dây leo luân hồi đằng vậy ba ngàn đại đế mang theo thần ma bản bộ toàn lực thưa động đại đạo khu luân hồi thứ bảy mà bọn họ đã đau khổ nghiên cứu ra chiếu dọi khu luân hồi thứ bảy dọi sáng tất cả ngõ ngách của khu luân hồi thứ bảy vô số hoa văn đồ đằng lạc ấn trong khu luân hồi thứ bảy một màn này bao la hùng vĩ tới mức nào đây chỉ có hoàng triều đương kim mới có được năng lượng khổng lồ như vậy hoàn toàn thuê động cô luân hồi thứ bảy cũng chỉ có trung nhạc mới có thể tụ tập nhiều đại đế đến như vậy dưới cánh chim của chính mình điều động một cỗ năng lượng khổng lồ như vậy đổ lại là bất kỳ người nào khác cũng đều không thể làm được cho dù là phong hữu trung cho dù là thiên cho dù là đại tư mệnh đi chăng nữa cũng vậy màn trạng diện này rung động nhân tâm khiến cho toàn bộ hai vạn bốn ngàn ba trăm ba mươi năm luân hồi đằng cấu thành khu luân hồi thứ bảy chậm rãi xuất hiện đạo âm chấn động đạo pháp nổ vang trong thiên đình phong ngữ trung đứng dậy dùng thất đạo luân hồi trùng kích khu luân hồi thứ bảy tế luyện khu luân hồi thứ bảy tiếp theo đám thần vương bọn tương vương cản đô lôi trạch hoa tư thần hậu thiên cơ nhao nhao tế đạo khiến cho uy lực của đám luân hồi đằng kia lại càng cường đại hơn đại đạo của bốn đại thế giới là tử vi vũ trụ cổ lão lục đạo giới và hư không giới nhao nhao nổ vang cũng theo đấy tiến nhập vào trong khu luân hồi thứ bảy lớn mạnh thanh thế chàng đại tế này đúng lúc này trung nhạc rút cuộc cũng đứng dậy đại đạo của bản thân nổ vang tế vào khu luân hồi thứ bảy thân là người sáng tạo của người bộ toàn khu luân hồi thứ bảy tạo nghệ của hắn chân lực đạo giới lục đại luân hồi hoàn toàn viễn siêu hơn bất cứ người khác cho dù là phong ngữ trung cũng phải thua kém hắn rất nhiều trung nhạc vừa mới tế xuất đại đạo hai vạn bốn nghìn ba trăm ba mươi năm khúc luân hồi đẳng kia nhất thời bị hắn hoàn toàn thống nhất hoàn toàn chừng khống quân lấy đạo giới cành lá dây leo của từng gốc từng gốc Luân hồi đằng hạ hạo đăng đắng phóng vọt về phía đạo giới chi môn khu luân hồi thứ bảy vốn chỉ là quấn lấy đạo giới khiến cho đạo giới thật bị khó lường được hiển hiện nhưng luân hồi đằng và khu luân hồi thứ bảy vẫn chưa thể tiến vào đạo giới nhưng hiện tại luân hồi đằng lại muốn thông qua đạo giới chi môn cắm dễ vào đạo giới triệt để nhất đạo giới và trong lục giới đại luân hồi thật ra cho dù đại tư mệnh không định ra khí ước về hắn thì trung nhạc cũng sẽ làm như vậy bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi hắn sớm đã muốn nhét đạo giới vào trong luân hồi khiến cho đạo giới không còn cao cao tại thượng nữa lục giới đại luân hồi thiếu khuyết đạo giới sẽ khiến cho đại đạo thế gian không ổn định vững chắc đạo thần của đạo giới vẫn là một thanh lợi nhuận treo trên đầu năm giới còn lại bất cứ lúc nào cũng có khả năng chém xuống đạo giới quả thật rất thần bí rất cường đại phải kéo đạo giới vào luân hồi mới có thể trên ý nghĩa chân chính làm được nhất thống lục giới đại tư mệnh định ra khí ước với hắn muốn hủy diệt đạo giới cũ mở ra đạo giới mới mặc dù có chút bất đồng với mục tiêu của trung nhạc bất quá nếu đại tư mệnh quả thật có thể khiến cho tất cả tiên thiên thần ma đều tiến vào đạo giới không còn hạ giới quấy nhiễu chúng sinh dưới hạ giới nữa trung nhạc cũng sẽ không hạ thủ với đạo giới mới nếu như tiên thiên thần ma và sinh linh hậu thiên cũng đều bình an vô sự vậy đạo giới mới có vào luân hồi lục giới hay không đối với hắn cũng không quá quan trọng đại tư mệnh đã làm ra thỏa hiệp với hắn hắn cũng sẽ thỏa hiệp một chút với đại tư mệnh trước mắt lợi ích của hai người nhất trí với nhau âm um, âm um, âm um, âm um. trong đạo giới chi môn một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới vô số thần ma như nhau nhìn lên tòa đạo giới chi môn kia trong lòng rung động khó hiểu chỉ thấy từng gốc từng gốc luôn hồi đằng thâm nhập vào trong đạo giới chi môn trong cánh cửa có đại đạo bay vút lên biến thành một đám bảo vật liên hoa mộ cổ bạch quang thần long tử trúc tận lực ngăn cản lôi hồi đằng tiến vào thế trung ngạc hét lớn một tiếng hào quang khi diễm sau đầu dâng trào cuồn cuộn pháp lực càng thêm hào hãn tế trong thiên đình vô số thần nhân phục khi hết lớn toàn lực thiêu đốt khí huyết pháp lực cuồn cuộn đại đạo cuồn cuộn là ấn vào trong thể không của khu luân hồi thứ bảy tế ba ngàn đại đế và ức ngàn vạn thần ma cùng quát lớn một tiếng ba ngàn đế cung đế điện bùng phát ra quang mang càng thêm chói mắt giống như ức ngàn vạn quả thái dương trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ năng lượng vậy lao thẳng về phía khu luân hồi thứ bảy hoàn toàn thôi động khu luân hồi thứ bảy âm um, âm um. cành lá của hai vạn bốn ba trăm ba mươi luân hồi đằng va chạm với đám bảo vật liên hoa mộ cổ từ trúc bạch quang thần long chấn động càng thêm kịch liệt đám bảo vật bùng phát ra đạo quang gần như sôi trào hào hào đắng đắng từ trong tòa môn hộ kia giết tới mức dị thải bùng phát khiến cho người ta hoa cả mắt đó là bảo vật đạo thần hay sao đám lân hồi đằng đột nhiên nhất cỗ tác khí triệt tiêu đám dị bảo cản trở trong đạo giới chi môn kia xông vào đạo giới nhưng đúng lúc này chỉ thấy từng đạo từng đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện trong cánh cửa vươn tay công kích về phía đám Luân hồi đằng kia đạo thần trung nhạc nhất thể giật mình không ngờ ngay cả đạo thần cũng đích thân hiện thân ngăn cản hắn kéo đạo giới vào trong lân hồi một màn này có chút ngoài dự liệu của hắn thực lực của đạo thần cực kỳ cường đại đạt tới trình độ không thể tưởng tượng hắn quả thật không ngờ đạo thần cũng sẽ đích thân ngăn cản trong số các đạo thần hai vị tồn tại lôi trạch và hậu thổ đều có quan hệ với phục khí thần tộc nhưng hai tôn đạo thần này vậy mà cũng xuất thủ ngăn cản luân hồi đằng tiến vào đạo giới kéo đạo giới vào luân hồi xem ra bẫy dập đạo thần quả thật đã khiến cho hai tôn đạo thần này để mất đi ý thức bản thân rồi chỉ còn lại có quy tắc đại đạo bị quy tắc đại đạo thao túng rồi trung nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây đột nhiên dưới đạo giới chi môn một đạo thân ảnh cường đại xuất hiện rất nhanh tiến vào trong đạo giới chi môn là gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia trung nhạc thoáng ngần người gã thần nhân này quả thật cơ linh vậy mà từ dịp thời khắc luân hồi Đằng tranh chấp kịch liệt với đạo giới nhân cơ hội xông vào đạo giới trở thành đạo thần loại thủ đoạn nhân lúc chính nhà mà đi hôi của này vô cùng cơ linh hữu hiệu nếu tiến vào đạo giới hắn sẽ có thể nhân cơ hội trở thành đạo thần tránh né bế dập đạo thần kẻ này thật là giàu hoát phong sư huynh trung nhạc quát lớn một tiếng quang lân sau đầu chuyển động một chiếc thiên dực của thuyền từ phía sau bay ra lao thẳng về phía đạo giới chi môn phong ngữ trung nhất thời hữu ý phóng người bay lên đáp xuống trên thiên dực của thuyền cao giọng nói ta đi đạo giới một chuyến sư đệ ngươi duy trì tế khởi luân hồi đăng trung nhạc toàn lực duy trì tế khởi khu luân hồi thứ bảy phất đống tay áo một cái tốc độ của thiên dực của thuyền nhất thời tăng nhiều lao thẳng về phía đạo giới chi môn cùng lúc đấy đại tư mệnh cũng nâng sinh mệnh cổ thụ lên nhanh chóng tiến vào phía đạo giới chi môn lần này chính là thời cơ hiếm có toàn bộ lực lượng của đạo giới chi môn cơ hồ đều dùng để ngăn cản luân hồi đằng kéo đạo giới vào trong luân hồi sẽ vô lực mà ngăn cản bọn họ Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 344 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.